Hello, xin chào anh em và chúc mừng anh em năm mới nhiều sức khỏe, nhiều tiền để donate cho tôi. Thì đầu xuân năm mới chúng ta sẽ chơi một campaign mới của Marmalade 2 với bối cảnh Rome, với tích hợp khá nhiều mod mới. Ở campaign này sẽ chơi nó sẽ thú vị hơn một chút. Có một số mod khá thú vị tôi có áp dụng vào trong campaign này. À, Phúc Đặng Thái à? Đặng Thái Phúc hay Đặng Phúc Thái? Chào Hùng Thân, lâu rồi mới xem lại. Chúng ta sẽ hóa thân vào quân đoàn 8. Quân đoàn 8 Legion, quân đoàn Lê Dương số 8. Xuất thân cho một gia tộc nhà lính, có tài năng lãnh đạo, có thể lực và tài ném lao, khả năng điều quân và tổ chức, khả năng thuyết phục và tổ chức quân đội, cùng với khả năng kiếm khiên. Acustus là gì? Anh là ăn Tết ngon không? Ngon em. Chúc em ăn Tết à? Đâu, em ăn rồi đúng không? Brother, it's been 3 days. This looks like an. Are you sure? All right. One of a. Quen mồm rồi. Anh có cái mod đơn tướng không? Mod đấy nó không update nữa rồi, nên không dùng được. Gia tộc Leo. Chúng ta sẽ lấy biểu tượng của quân đoàn 8. Thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, tôi thích cái số 8 nên tôi để. Cái Mania. Rồi chúng ta sẽ chơi như nào? Ở campaign này thì quân đoàn 8 của chúng ta được lập ra. Thế nhưng mà chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái trợ cấp nào cả. Trợ cấp ở đây là gì? Tức là quân đội của chúng ta sẽ không có trang bị, chỉ có trang bị cơ bản lúc ban đầu. Ví dụ khi tôi sang một cái làng này, tôi tuyển lính này ở đây, thì đây là làng trang bị lính cơ bản của những đơn vị lính này. Và khi mà những đơn vị này lên cấp, họ sẽ không được đổi trang bị. Các ông hiểu vấn đề không? Họ sẽ không được đổi trang bị. Mà trang bị chúng ta sẽ thu thập từ những trận chiến. Nó sẽ bám sát thực tế. Trang bị bây giờ sẽ không được tự nhiên mà phát cho lính lên cấp nữa, mà sẽ được thu thập qua những trận chiến. Và tỷ lệ thu thập các trang bị nó sẽ rơi vào khoảng 50%. Tôi đang để đây 50%. 50%, tức là ví dụ một trận chiến chúng ta đánh thắng, chúng ta rớt ra 10 món đồ thì chúng ta lấy được 5 món. Và tất cả những món đồ này sẽ được cất vào kho quân trang. Và mỗi khi lính lên cấp
thì nếu chúng ta có đồ xịn hơn thì tự khắc quân trang sẽ được cấp cho những người lính xịn hơn. Còn nếu mà không có đồ xịn hơn thì trang bị thì lính cấp 1 với cấp 2 mặc đồ như nhau. Đó chính là điểm khác biệt ở cái game này. Quân đoàn 8 sẽ tự lực cánh sinh, sẽ tự vươn lên từ những trận chiến mà sẽ không cần bất kỳ sự trợ cấp nào từ nhà nước cả. Và kho quân trang sẽ ở đâu? Kho quân trang nó sẽ ở trong các thành to. Đó. À, và bản này chúng ta sẽ chơi bản đồ thực tế, bản đồ thế giới thực tế ở châu Âu, Địa Trung Hải. Chúng ta sẽ có tất cả những cái vương quốc thực tế được thêm mới vào như Đông La Mã, Anubis, rồi những bộ lạc Mông Cổ hay những bộ lạc Bắc Âu ở phương Bắc, bán đảo Anh, bán đảo Iberia, đảo Anh và bán đảo Iberia, Bắc Phi, Ý, Đông Âu, rồi châu Á. Đây là bản đồ rộng lớn với rất nhiều thứ. Tất cả các thành trì đều là tên thật, tên thật so với cái thời kỳ đấy, so với cái thời kỳ năm 323 thời Rome. Đó, tất cả tên địa danh sẽ là tên địa danh thời kỳ đấy. Thời kỳ đấy chưa có London hay Paris đâu, nó chỉ là những cái bộ lạc tên ấy thôi. Mà chúng ta sẽ không biết nhiều về tên những cái thành trì ở đây, chắc chỉ biết mỗi Rome thôi. Ờ, Byzantine thời này cũng biết, chắc cũng biết là sơ sơ này. Đấy, còn lại Memphis này, Ai Cập này. Đó, thế thôi. Đấy, những cái địa danh lâu đời thì mới ra biết. Thì ở đây cái một tip nó sẽ là đây. Đây là kho quân trang của chúng ta ở trong mỗi cái thành. Manager Mori. Thì đây là những trang bị cơ bản. Đây là trang bị của những tên lính vừa rồi tôi tuyển. Thì nó sẽ ở đây. Đấy. Quân đội xịn hay là yếu nó sẽ nằm hết trong này. Cứ tuyển thêm và chúng ta sẽ thêm quân trang vào đây. Đó. Kho quân trang này tăng lên giảm đi nó sẽ phụ thuộc là chiến thắng, và cái thứ hai là khi lính chết thì bộ giáp vũ khí của anh ta sẽ được chuyển vào kho. Thừa thãi thì nó sẽ có hệ thống tự động bán đi. Ở đây nó sẽ tự động bán đi và chúng ta chưa có gì thừa cả, nên chúng ta sẽ không bán nhạc hơi to thì phải. Đúng rồi, có tiền thì sẽ mua cho lính rồi nhét vào. Có tiền thì đương nhiên sẽ mua rồi nhét vào. Bây giờ chúng ta mới là tier 1. Tier 1 và chúng ta sẽ phải phấn đấu lên ít nhất tier 0. Chúng ta ít nhất phải lên tier 1 để làm lính thuê. Tham gia các cuộc chiến thì chúng ta mới có tiền. Ở bản mod này thì cũng có một số cái trick mà tôi tìm được để chúng ta đỡ được một khoản tiền. Đó là chúng ta có thể cái kho quân trang này khi tuyển lính chúng ta có thể cầm đem đi bán cũng được. Thế nên về khoản tiền nong thì có lẽ khi cũng không thiếu thốn đâu. Tôi có thể lấy đồ từ đây, ví dụ một số đồ mà tôi thấy không cần thiết. Ví dụ như là giáo. Lúc đầu thì cũng chưa cần lắm. Giáo này thì là giáo. À, giáo này giáo là ném được. Pila là được mấy cái? Stack 2 cái. Ném được 2 cái.
giáo. Đó, chúng ta có thể cầm đi bán được rồi. Đi kinh doanh chênh lệch một chút tiền. Vẫn ok. Cam nào thì cũng từ chư hầu mà đi lên lập quốc thôi, chứ còn cầm đi có kem nào hay đâu, cứ đi lên từ chư hầu lập quốc thôi. Áo giáp thì vẫn phải để lại. Lào mũ. Có lẽ lúc đầu không cần đến giáo. Có thể bỏ ra để bán, để lấy tiền. Còn khiên, áo giáp, mũ, lao, kiếm, quần là nên để lại. Giáo thì lúc đầu tôi nghĩ không cần thiết lắm, nên chúng ta có thể tận dụng cái khoản giáo này và bán đi được 4.000 tiền để chúng ta trang trải cuộc sống. Nó cũng phù hợp, linh động. Sau này đánh rồi giáo rớt ra thì mình sẽ nhét vào sau. Còn giai đoạn đầu chúng ta cần một ít tiền. Không được trợ cấp từ nhà nước nên chúng ta phải linh động. Đang hết lương thực rồi. 10 lương thực chúng ta sẽ duy trì được 14 ngày. Ok, thế đã ok rồi. Shop. Giáp anh xịn đâu, giáp anh có cái gì mà xịn. Giáp anh giáp cấp 3 là có gì mà xịn. Mình lấy hết đem bán rồi tuyển bọn khác thì đấy là chơi như thế thì là chơi trích rồi. Chơi thế chứ làm gì. Nếu mà chơi như thế thì tôi bật mẹ China, tôi cheat 9 triệu cho nhanh. Đúng không? Chúng ta sẽ chơi kiểu nghiêm túc như vậy. Chơi kiểu tính toán tí. Chứ còn chơi trích thì nó chuyện đeo này. Nó để lại một slot để chúng ta. Thì mấy cái linh tinh là nhanh, chết thật. Hai mươi lương thực. À, chưa thấy thằng cướp nào để mình đập nhỉ? Có đây ít cướp đấy. Đây để văn hóa Rome hết nhỉ? Romani. À, chúng ta cứ đi rộng ra các khu vực khác. Thì tìm một cướp đánh. Đấy à, vừa nói xong. We're not looking for a fight. À, là nhìn gấu nhỉ. Cái này có lead mode nhưng mà tôi chưa để lên Discord. Để tí tôi clip xong rồi tôi vứt lên Discord cho anh em.
Hiện tại version game này đang chơi là version 1.8 à 1.2.8 nhé. Mới nhất hiện tại là 1.2.9 nhưng mà bản mod nhiều bản mod nó không tương thích. Nên tôi đang chơi ở bản version 1.2.8. Anh có cài mod không giới hạn tuyển tướng không? Tôi không. Vì tôi thấy nó không cần thiết. Tướng chỉ tầm chục ông mà đủ rồi. Nhiều quá loãng làm gì đâu. Under my orders. Tắt này đi. Make a shield wall. Chúng ta cất giáo đi thì bộ binh chúng ta sẽ dùng kiếm và chỉ ném lao thôi. Bọn này mang nhiều trang bị của bọn Catanian ở phía Bắc Phi. Khiên tròn đồng. Có một số khiên bị vỡ, tôi không biết rằng là cái khiên đấy có mất đi không. Như vừa rồi là có một thanh niên bị vỡ khiên này. Thanh niên của team tôi bị vỡ khiên. Không biết rằng là... Đấy, chúng ta vừa loot được 27 món đồ. Bắt được 2 tù binh. Chúng ta lên cấp. Được quân đội. Nhưng mà... Lính này trông thế thôi nhưng mà... biểu trưng thôi nhưng không có đồ đâu. Thanh màu xanh là cây rồi, thanh chiến đấu là thanh thể lực. Thanh thể lực hay thanh máu khiên nhỉ? Thanh máu khiên thì phải. À, và một cái điểm nữa là tôi cũng không biết rằng là đồ ở đây nó có bị... À đấy, đây. Anh em thấy chưa? Nó... trưng dụng luôn vào đây. Đấy, chúng ta cũng không hết khiên được. À, chúng ta thêm được 2 cái áo mới khá đắt tiền. Đó, 4 cái áo mới khá đắt tiền. 4 cái áo mới khá đắt tiền. Có khi nó cũng không bằng được cái áo hiện tại. 40, 20, 35 nó cũng không bằng được. À không, mạnh hơn đấy. Mạnh hơn. Áo này không bằng đâu, nhưng áo này mạnh hơn này. Thì sẽ có một thằng lính nó sẽ mặc cái áo đấy. Quân đoàn 8 của chúng ta sẽ tự lực cánh sinh. Lấy những gì cần phải lấy thôi. Đúng rồi, mấy thằng lính nó sẽ mod nó sẽ điều chỉnh cho những thằng lính nó sẽ tự lấy những cái gì xịn nhất có thể. Tôi vừa bấm vào chế độ ấy nhưng mà không thấy bán đi. Xem tuyển được thằng tướng phụ là không. Khu vực này chắc sẽ không tuyển được
lính của mình mà sẽ đã tuyển bọn lính ở phía Trung Âu, mấy thằng Barbarian này. Còn lính Rome không xuất hiện ở khu vực này, nó sẽ tuyển được mấy cái thằng bọn Barbarian này. Chúng ta đang ở đâu đấy? Sau dãy núi Alper à? Đúng không? Dãy núi này là dãy núi Alper đúng không? Chúng ta đang quay về địa phận của Rome. Chi phí hiện tại mỗi ngày là -66, nó rất là thoải mái thôi. Rồi. Tốc độ 4.8 và 4.9 lùa nó vào góc. Xong rồi hấp diêm. Tuyển một là lính ở trên tập khẩm anh, lính nào thì cũng vậy thôi. Hình như lính nào cũng vậy thôi. Tôi đang để chế độ là nó sẽ mặc đồ theo đồ Rome. Không nhầm, theo văn hóa của tôi, thế lính nào nó sẽ vậy. Chỉ có giai đoạn đầu là nó mặc cái đồ mặc định của nó thì nó sẽ khác thôi. Đấy, anh em thấy chưa, có một thằng đeo khăn choàng này. Đấy, một cái thằng mà nó, đây một thằng này nó sẽ mặc áo giáp. Áo giáp nhặt được lúc nãy này, nó xịn hơn này, có một thằng mặc rồi này. Đấy, một thằng mặc, một thằng đeo áo choàng. Đấy, một thằng vỡ khiên lúc đấy thì nó đang cầm này, khó dịch chuyển, khó xem nhỉ. Đấy, một thằng bị vỡ khiên nó chuyển sang khiên tròn rồi này. Đó. Thêm một ông đeo khăn choàng, xét khăn choàng ngày mới xịn hơn. Một thằng đeo cái lắp vai này, một thằng thay bộ áo này. Đấy, đội quân của chúng ta, đội quân tự cung tự cấp. Infantry, attack! Như vậy là khiên là sẽ là cái đồ vật sẽ dễ hỏng nhất, bởi vì nó sẽ dễ bị vỡ. Ngựa lính trên mắt luôn, nên là sau mỗi trận chiến thì thu được ngựa thì thu, còn thiếu thì chúng ta phải nhét vào. Nhưng mà trước mắt thì chơi bộ nữa. Đấy, loot được 26 món đồ này. Đó. Quân áp thì cứ áp thôi, chứ còn không có đồ đâu. Mấy cái đồ này thì có thể xem xét bán phi và shop. Mua ít ngựa thổ hàng. Đi về đây nè. Đó. Có gì dùng đấy anh em. Benton kìa.
24 thằng. Được luôn. We're just homeless. Trước mắt là phải lên nhanh tiêm một nào rồi đính thuê. Đấy, chúng ta mới tham gia đánh nhau thì nó mới ngon được. Đấy, có mấy anh em mặc áo choàng à. Mấy anh em bị vỡ khiên bằng đổi bằng khiên khác rồi. Đấy, mấy anh em mặc thêm áo choàng ở đây rồi này. Thể lực đấy, thanh xanh lá cây thể lực. Bản mốt này thì nó bắt buộc phải sử dụng cái bản mốt đánh nhau thực tế. Cái bản mốt đánh nhau thực tế này thì nó sẽ khác rất nhiều so với cái đánh trận bình thường ngày trước. Thêm cột thể lực rồi mọi thứ nó sẽ đánh nhau khó hơn. Ok, còn được một đống đồ. Mấy thằng lính nó sẽ ưu tiên vào việc nó loại nó sẽ ưu tiên vào cái kiểu lính của nó. Ví dụ hiện tại là tôi đang up lính theo một đường là lính bộ binh cận chiến, ném lao. Thì bọn nó sẽ ưu tiên sử dụng những cái đồ như thế. Còn nếu mà tôi trong con đoàn mà tôi up sang nhánh bắn cung, đấy, nó sẽ ưu tiên cầm cung. Đấy. Up sang nhánh ngựa thì nó sẽ ưu tiên cưỡi ngựa và húc, cầm giáo húc. Đấy, nó tùy thuộc vào mình up theo đường nào. Ồ, chúng ta lấy lục luôn một thằng cấp 4 này. Legion Egrius này. Thằng này có thể lên được cấp 5. Có đấu trường. Đấu trường bây giờ đánh sẽ khó rất nhiều so với cái kiểu mới bây giờ. Nếu chưa bây giờ thì khó hơn nhiều. Đấy, thêm mấy đồ mới. Tuyển quân cũng mắc hơn. Hình như cũng như thế rồi, vẫn vậy. Mỗi tội là lên cấp bây giờ nó sẽ không có đồ, mà chúng ta phải tự kiếm cho nó. Thực tế, ngày xưa đánh nhau nó cũng vậy. Bét một phát. Ngày xưa đánh nhau thì nó cũng đều phải.
Hay, headshot. Oh shit. Mẹ cái chém vào giáp không mất máu mấy. Xiên thẳng mặt thì chết luôn. Người phi luôn hết vũ khí nếu để lại để đánh nhau đấm à, thật thế là mình được cái mũ Reno cộng 6 cả, thế là nhiều chứ, bình thường Reno có cộng 3 thôi, bây giờ Reno cộng 4 à, cộng 6 gấp đôi. Mũ này không biết có ra gì không, cộng 4 thêm được 2 giáp. Ừ, được. Mứt vào cho anh em. Ai đội thì đội. Anh biết chơi 24 không? Anh không biết chơi. Việt Nam cũng có vài ông stream 24 mà. Không có Việt Nam thì xem thế giới. Một thế giới chắc là chơi đấy mà. Không có trang bị ngựa nên đuổi bọn này hơi khó. Không có nhiều ngựa trong party. Mười sáu trên 50. Tốc độ 4.8 vẫn còn hơi chậm. Bọn này 4.9, bọn này cứ diễn đi nhanh hơn mình một chút.
Chào Kiyomi. Chưa tìm được cái ổ của nó. Đây là sang đâu đây? Đây là lên đảo Anh rồi. Chúng ta đang ở đất Pháp. Không nhiều cướp lắm. You got a problem? Hear me! Tối ha. Infect form a wall. Gì cướp tới Pháp luôn. skin tôi định dùng mốt nâng up luôn hai phát. Nghĩ nhiều làm gì. Với cái mốt này thì bọn AI nó cũng up luôn thế. Kệ cho bọn nó mạnh. Chả vấn đề gì đâu mà. Ui dồi. Mẹ nó trong bóng tối không để ý nó phi phát mình gục luôn. Mười bảy item. Phải thêm một phó tướng nữa thì tôi mới có thể sử dụng được chức vụ trong quân đoàn. Nhưng mà chưa tìm được một phó tướng nào ưng ý. Không phải tuyển bừa được. Phó tướng nào mà như thằng này võ nghệ cao cường, tuyển. Nó không phải người của mình. 4.000 tiền cơ. Nhiều đấy. Hero còn sống. Warrior Meet before. Mỗi thằng này cần mẹ. Là mình có 7.000 tiền cơ mà. Tiền vẫn được. Thật ra thằng này rèn rũa cũng ngon mà võ nghệ cũng cao cường. Grandmaster. Cho xin slot cho các hội viên đi. Hội viên này lấy thì lấy. Quân đoàn bây giờ. Thay phiên nhau một tí. Cho Chí Cường. Viết được dấu nhỉ? Cường thì chắc không viết được. Không ưa Chí thì viết được.
tốc độ đi trong rừng bị trừ 1.43. Có giải đấu, tốt. Erlon, em là scout này. Bắn cung, thể lực, scout. God. 2.000 tiền. Tớ đã. Cao. Ồ, một cái mũ bét phát đây, tốn tiền. Đấy, chọc vào chỗ hiểm phát chết luôn. Ở bản mốt ở thực tế chiến đấu nó sẽ kiểu như này. Còn nếu mà chọc vào đúng chỗ nào mà giáp nặng ấy thì nó sẽ mất rất ít máu. Nhưng mà nếu mà chọc vào chỗ hiểm như chọc xuyên thẳng mặt thì là chắc chắn là chết luôn. Dù có mặc giáp xịn đến mấy. Nhưng mà nếu mà chọc vào những cái phần mà có giáp bảo vệ rồi thì nó sẽ mất ít máu. Ôi. Ôi mẹ, tôi hơi ít máu nhỉ. Tôi mới để ý là tôi hơi ít máu. Mẹ, nó xiên tôi cái tôi chết. Ôi! Fucking shit. Ít máu ạ. Tham nhặt cái lao của nó cái. Scout. Hello, cutie pie. Chúc tướng quân đạt năm mới an khang thịnh vượng. Ồ, cảm ơn viết Thái nha. Mua thêm ít lừa. Ít ngựa thồ. Để đi nó khỏi bị chậm.
ít ngũ cốc. Đấy, còn có 1000 tiền. Sao nó không tự động bán cho mình nhỉ? Chết. Chào Hùng Lê. Đánh với cái bọn này thành ra toàn bị hỏng khiên to. Ông này còn đội cái mũ quấn à. Hello cutie pie. Cho E xin một slot phó tướng với A. Ok, viết Thái. Ok, tí nữa. Nó là nghệ thuật. Sủa. Thế mà không chết. Ảo. Hai mươi item được thu thập. Tạm thời là cứ bộ binh đem lao. Ngựa tôi bằng rồi. Ngựa tôi chết rồi. Mua con khác. Đấy là chết ngựa nhé. Bỏ tiền ra mua con khác nhé. Mà thôi chứ lúc đầu chả cần chữ cưỡi ngựa đâu. Tốn kem. Bốn trăm sáu mươi. Là đánh nhau cận chiến. Đi bộ. Tốc độ thế đâu không? Đâu, giảm đi một chút đấy. Spot. Nó đi con đường này xuống dưới Tây Ban Nha xem có giải đấu nào không. Ở đây cướp đường cướp chợ nó toàn mấy thằng cùi. Tolosa. Không có gì. Tolosa đi qua dãy núi này là tới Barcelona này. Empúries. Sau này là Barcelona đây. Cơ, bọn nó chạy có nhanh hơn mình à?
You got a problem? Ôi. Vướng cái thằng chấm này nhục vậy. Mà hớp hết đồ của mình. Hai ao này. Làm phát hai ao nhỉ. Để lấy đồ cho nó ngon. À, làm phát là đấu trường đã. Thật ra thì vào trận bỏ ngựa cũng được. Lao khỏe thật, nó sửa lại. Ném lao vỡ khiên, hợp lý. Tôi thấy hợp lý. Bố mới xin. đấm nhau. Yeah. Ok, mẹ chúng mày. Hài hước thật. Oh shit. Thôi, lấy ra là chém bọn nó cho nhanh. Bọn này nói chung là không thông minh. Đấy à. Triệu Tử Long. Chết. Nhờn. Chào Lê Thành. À, trận chung kết rồi. Ui. Oh shit.
nhà. Sáu ri đầu. Thơm thật. Thủ lĩnh của quân đoàn 8 nó phải vậy. Cố lên, sắp tiêm một rồi. Mũ này với mũ của tôi giống nhau, đội chúng mày đấy phải đẹp hơn. Không biết cái kho này nó quân trang như nào đây. Rồi bây giờ đi luộc cái trại cướp phát. Quân thì tương đối mạnh, nhưng mà không có, nhưng mà sợ không, chưa ăn được cái hai ao này. Hai ao này có lực lượng cầm, ba lực lượng đồn trú trong này. Kết liễu của nó đây. 10-10. Trời, vỡ khiên. Nào vỡ đầu bây giờ. Úi giời. Vỡ đầu này. Úi giời, mày không chết. Uff, một anh bạn hy sinh. Một anh bạn vỡ khiên. Hai anh bạn vỡ khiên. Còn bốn thằng nhiều khả năng sẽ ở trên khu vực này. Đi cùng nhau, đi lẹ chết ấy. Bọn này ném lao về tẩm phết nhỉ. Tính một phát lao bắt đầu có khi mẹ đi luôn ý. Chí cường đi đầu mẹ dễ nằm lắm. Khiên cấp đầu thì nó chắc nó chỉ thế thôi. Yếu. Nhưng mà khiên cấp 5-6 tôi nghĩ chắc phải 2-3 phát. Đấy, đánh trộm vào thằng này. Nó không kịp ném lao. Còn nữa. Bên đấy chia ra đông rồi. Mình đi theo nhóm này.
chí cường đi trước vẫn là 50 chứ. Tốt. Hết. Thế bên ngoài rồi. Ôi, một anh nằm. Hai anh nằm. Rồi. Nè, tôi phải solo xem nó có đông không. Ba thằng. Chơi được. Solo sợ bị nó diệt lắm. Mình đông hơn. Chết. Không chết à. Khá khá đồ xịn đấy. Ồ, khiên của mình cũng là khiên cấp 6 rồi chứ. Ừ. À, thế thì cũng cộng 3 thiện cảm với những người dân làng xung quanh vì chúng ta đã phá được cái hai ao. Đánh bọn này nó mới nhiều đồ xịn. Đâu, xếp lâu đấy. Ủa, có một thằng mặc đồ xịn đấy. Xịn nè. Quân đoàn 8, anh dũng thiện chiến. À! Nếu em dùng ứng dụng hội viên một lần hết một tháng. Hội viên thì là một tháng gia hạn một lần. Không gia hạn thì được một tháng. 2.1 Reno. Ồ, đánh bọn này được nhiều Reno chứ. Ok. Có một cái rìu. Không ngon hơn cái kiếm. Cái kiếm của mình là thế chọc. Kiếm của Rome nó là một cái thế mới, là thế chọc. Nó sẽ ngon hơn. Đây chúng ta đang ở. Đi xuống dưới nữa.
Còn 6% máu thì không nên đánh nhau. Người Nhật là tiếng Việt à? Đồ ăn đồ yếc thì giữ lại, còn đâu thì là tương xốp hết. Có cái mũ này cấp 3. Có thể vứt vào trong này cũng được. Chắc chắc cần mũ đẻo. Mấy cái mình nhặt được thì cứ phi xốp, trừ khi nó xịn hẳn thì mình giữ. À cái khiên thì được này. Khiên này, khiên bản rộng, vứt vào cho kho vũ khí cho anh em dùng. Tìm thêm cái trại cướp. Bây giờ là 29/50. Cảng này sẽ đi xuống Bắc Phi. Hơi xa quê hương. Cảng này nó dẫn tôi đến Bắc Phi. Chưa cần thiết đi đến Bắc Phi lúc này. Đến trung tâm của Iberia, Toletum. Toletum nhưng không nhầm thì sẽ là Madrid sau này. Thủ đô Madrid ở đây này. À có thể đấu. Và đúng lúc nửa đêm. Cảm giác cái thời Rome này, bọn Roman nó như kiểu nó đi trước thời đại ấy nhỉ, nó văn minh hơn nhiều. Ui cái mũ chị này, mũ này mặt người này. Có thể lực đánh đội. Đúng thằng giáp xịn.
Ta lại sốt. Mất mũ xịn. Cài thật. Cướp ít nhỉ. Parasol cũng không có giải đấu. Ở đây có Olisipo. Ở đây tận 3 thành to ở đây cả. Qua cái làng này mua ít. Thử xem mấy cái quét của lãnh chúa này có quét gì hay không. Nó không giúp được mình. À mình không giúp được nó. Lương tầm 20 lương thôi là đủ duy trì tầm 18 ngày rồi. Thoải mái rồi rồi. Phần trước trời. Mẹ giáo chọc cứt à. Cái giáo này mới lên cấp tận cấp 4 cơ. Vàng chết à? Có thể đánh dụng rơi cái vũ khí đó cả. Trong trận chiến có thể đánh rơi vũ khí của bọn nó ra này. Headshot giữa mắt luôn.
Poker Spear, giáo hai mũi. Chào Lê Hoàng Trọng. Chắc là... Úi xời ơi. Ném được. Ủa, nó trang bị ở đâu đây? Chả bỏ răng. Bắp. Ném hết những gì nó có thể nói. Ném. Đặt cược mạng sống vào những mũi giáo. Bigatium này. Bigatium ở vị trí này thì nhiều khả năng Gracia sau này. Gracia sau này chỗ này sẽ có một vương cung thánh đường ở đây. Nó tên là cái gì nhỉ? Corone à? Hay là đại loại gì đấy, nó sẽ có một cái vương cung thắng đường này. Mình chơi CK3 mình nhớ. Rồi bây giờ lại Iberia hết rồi thì lại đi quay trở lại. Quay lại Pháp. Đi đến đây. /50/50. Mũ giáp trong game này như nó cũng vỡ và nó hỏng được. Đấy là ngon, có một thằng 3.8. Ơi trời ơi, có một cái heo kìa rồi. Nhưng mà hơi đông. Ui, thằng này ngon này. Từ đã, thằng kia hơi đông. Ít một thôi. Constantinopolis ở đâu? Ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nó vẫn ở vị trí của nó thôi. Quân đội anh em bắt đầu tạp phế lùi. Đủ thể loại rồi đấy. Một đội quân không được tài trợ bởi nhà nước. Sử dụng tất cả những gì mình có. Ném la chết được một thằng kìa. Ở trong game vẫn thế thôi. Ở trong game thì vẫn là bản đồ của châu Âu mà. Úi giời vỡ. Ồ, mũ Hy Lạp à? À khỏi mũ Hy Lạp, mũ Rôm. Quá anh dũng. Chết mày đi. 65 item. Loot từ bọn này. Chúng chết ai. Kinh chưa? Kinh chưa? Kinh chưa? Kinh chưa?
Khi đồng dòng Sparta đúng rồi. Thời kỳ này thì vẫn còn bọn Catanian ở phía dưới mà. Lính của Catanian thì nó vẫn theo mô típ của tổ chức của bọn Hy Lạp. Bọn đấy nó gọi là văn hóa đéo gì nhỉ? Đây, bọn trắng trắng này là Catanian Republic, văn hóa Punic, Libi. Punic Libi đây. Tier 6. Đây này, nó vẫn khiên đồng. Nó vẫn theo mô típ mà nhìn giống giống bọn Hy Lạp. Này. Vẫn kiểu khiên tròn với giáo. Thằng này tốc độ chạy 4.9. Hơi khó để đuổi. Không có một cái thành to ở đây nhỉ. Trại này hơi đông. Đấy, Constantinople thì nó vẫn ở đấy thôi. Đấy, nó vẫn là của Đông Nam Á. À, nó có vẻ Đông Nam Á không nhỉ? Thời kỳ này đéo đỡ như năm này là năm chia đôi Đông Tây La Mã rồi còn gì nữa. Năm 323 này. Chia rồi thì phải. Cấp 4. Cược phát à. Thành solo à. Ui. Chúng mày cứ đánh nhau đi. Đỡ được giáo không? Đỡ được giáo không? Đỡ được giáo không? Đánh đội à? Chào Peter Vinh. Bét một phát nữa luôn, sợ gì? Ui.
Sợ. Hai phát vào tim, hai phát vào cổ họng. Cho em xin cái mũ này, độ cho đỡ phèn. Nhìn đỡ phèn ỉa rồi đấy. Nhìn đỡ phèn ỉa rồi đấy. Nạp đạn cho ném lao nhanh hơn 20%. Ok, thế càng tốt, xuyên giáp. Mới 4/50 như vậy một trận, một trận. Mày chạy đâu? Trong này có bọn 34 không nhỉ? 34 chính là bọn ấy đây. Chính là bọn Persian đấy đúng không? Bọn Persian như có đấy. Ha, à, nhặt được cái mũ đỏ cái, có anh đội luôn. Lúc đấy là có một cái mũ đỏ rớt ra. Thế là các cháu đớp luôn rồi. Một thanh niên đội rồi. Bọn này có vẻ được nhiều đồ đấy. Phát xiên gọi là lòi ruột. Xuyên lòi ruột luôn. Cầm một con giáo để chọc ngựa này. Mày chạy lên đi. Nhóc con. Mày chó này. Đéo có lao cay thật.
Chào Nguyễn Hải Châu. Đệt. Ta đang muốn lên team 1 thì thêm lính thì tuyển cung sau. Lúc đầu đánh bộ binh cho nó an toàn ấy. Mà còn gặp đúng cái đạo ngựa cướp cây thật. Chó này. Thằng này như hai bao tên. Cái mẹ con chó này. Này này. Mày này múa đi. Mày múa tiếp đi. Múa tiếp đi. Nhóc con. Ồ, có một cái hào ngay đây. Về đây cất đồ đã. Cái là chơi tuần đua. Không biết. Chưa có dự định gì vì tôi từng đua. Một hai ao không nhiều. Quân đồn chú lắm. Quất được. Vic 3 thì chơi nó cũng chẳng có content gì. Và càng về sau nó càng lag. Tính ra chơi Vic 3 rất khó chơi cái thiểu của content nhé. Lên đi các em. Quẩy nát mẹ cái chỗ này lên. Quân nhà người ta mẹ chính quy tinh nhuệ, quân nhà mình thì ta phế lù. Bọn nó có 12 thằng. Nhưng mà bọn này không có ném lao nên nó xử được. Quân đoàn 8, quân đoàn thiện chiến. Nhiệm vụ gì? Tôi chơi game này có bao giờ tôi làm nhiệm vụ đâu mà.
Thế qua trên này. À, nhiệm vụ kia em trai phải lên tier 1. Anh em ta đông hơn. Quẩy vào nó. Úi xời. Vì lào cái chết luôn. Perfect. Ok, tier 1 rồi đấy. Bây giờ có thể xin làm chân đánh thuê rồi. Chúng ta có thể tham chiến rồi. Tier 1 thì chúng ta sẽ thêm được bao nhiêu quân? 50, giới hạn thành 50, tốt. Bắt đầu tuyển thêm ít cung thủ. Okay. Cứu thằng em Trung Bùi nào. Có ít ống tên này. Chắc cần. Hai A ở đây à? Ngay đây luôn à? Ok. Ơ cái thằng tướng phụ này mặc quần áo như nào ấy nhỉ? Là tôi phải cấp cho nó à? Hay là nó tự ấy nhỉ? Chí cương không nhiều máu thì đừng vào. Để xem có cái gì cho mặt. Đồ ở trong kho nhiều. Lấy trong kho cấp cho đầy đồ. Kho quân trang của chúng ta hiện cũng hòm hòm. Nói chung là đủ mặc cho một đội quân gọi là
dự bị dân quân, dự bị đội quân vũ trang tầm thấp. Lò ruột. Bastards. Now I'll do you the... Kiểu kiếm đồ như này, kiểu lấy đồ mặc được đồ xịn nó mới gọi là quý, nhưng còn lên cấp anh em có sẵn đồ nó lại không quý trọng. Một anh em bị thương 3.7 Reno cả. Nhớ phết đấy chứ. Ồ, có một thanh kiếm dài, hai tay. Thirsty. I knew you'd come. Great Evan. Damn, brother. Nothing can stop you. I love Nathan you, brother. Note. Yes, I'll take... Meet me there. Well, don't let your... Very good. Kho quân trang này, vứt kịch kiếm hai tay vào cho anh em. Cựu chiến cũng vứt vào. Có một cái mũ này cho Chí Cường. Cho nó ra dáng thủ lĩnh ấy chứ. Nathan Nốt đổi tên thành Trung Bùi. Tôi làm bác sĩ mà sao cái điểm này nó không tăng nhỉ? Mấy nhỉ? Tôi cần up cái skill này. Sao nó không thể nó tăng nhỉ?
Cái nãy giờ mình cứ không check xem là đồ nó có độ bền không? Không có đúng không? Dùng thoải mái nhỉ? Đánh thuê với ai bây giờ nhỉ? Thế anh em nên đánh thuê với kingdom nào? Hiện tại thằng Garantirix này đang là mạnh nhất này. Bắc Âu rồi đến nữ hoàng. Rồi phục vụ forum đi. Về Randaga đánh thuê. Nhưng mà Randaga đang đánh nhau vào. Ồ, đang ua với thằng đen đen này. Tốt đấy. Có chiến tranh là gà thơm. Nữ hoàng, quân đoàn 8 có mặt. Như đại hòa rồi. Sổ. Đấy mà. Bác sĩ này. Ê. À, lúc nãy là cho ai nhỉ? Viết hoàng đúng không? Hay là viết gì? Viết Thái. Giấu được đồ nhỉ? Ok, nó nặng chắc nó không được rồi. Chúng tôi không cần bởi vì chúng tôi không có chiến tranh. Khốn nạn. Thế thì chúng ta tham gia với bọn đen này vậy. Các anh có cần tôi không? Ok. Tôi sẽ tham gia cùng với các anh. Với tinh thần là một người lính đánh thuê quân đoàn 8. Sức mạnh của bọn này so với bọn này không cao. Có quân đoàn nào tập hợp ở đây không? Quân đoàn 8. Đây, có một thằng tập hợp quân ở đây. Gipo. Nó là tập hợp ở đâu rồi ta? Ở đây. Nó tập hợp ở gần Bắc Ý, đang hành quân sang
Iberia. Chúng ta sẽ đợi bọn chúng ở đây, tranh thủ làm phát đấu trường, kiếm tiền cưới vợ. Thì bây giờ phải đánh nhau đấy. Đánh nhau thì mới có đồ đạc, từ đồ đạc thì mới lấy được vợ chứ không tiền đâu ra. Cho mình cái cung bắn đựng được. Chào Phúc Toàn. Đoàn muôn tia không làm sao mà đánh được. Nào còn slot cho em. Ok Hải Đăng, cảm ơn Hải Đăng nhá. Vỡ đầu. Ôi giời. Món này thì lại là nghề rồi. Món này thì lại nghề rồi. Món này thì lại nghề rồi. Món này thì lại là nghề rồi. Cho cái ma cái búa đẻo này phi cho anh em dùng.
chung bùi đồ cơ bản rồi, ok. Thái thì đồ hơi lông văn dân một tí. Đấy, tạm thế thôi. Có một đoàn buôn ở đây này. Đợi đại quân đi qua. Mới chết rồi. Không đi được. Toàn. Toàn khó. Ai. Toàn. Miron tạo quân đoàn 600 ở đâu đấy? Ở kia gần Tolosa ở phía đấy hội quân. Quánh nó luôn. Giời, nhạt chết mấy cái thằng. Sợ gì?
Để mua lương thực. Mua làng nó rẻ. 50 đủ cho mình ăn là đủ. Bản mốt này là bản nào? Theo mốt này là bản mốt La Mã với cả mốt map thực tế. Có tôi đến giúp bạn đây. Có quân đội của tôi giúp mặt. Quân đoàn 8 có mặt. Quân đoàn 8 có mặt. Nhìn với thằng nào luôn. Còn thế đánh trận bây giờ nó khác chưa? Đánh trận bây giờ nó không kiểu ô ô ào ào đánh nhau được, mà nó đánh được kiểu thực tế hơn. Hàng trước đánh, xong rồi dần dần hàng sau mới đẩy lên. Chứ nó không kiểu lao ồ ạt như bản cũ. Nó đánh theo từng lớp một. Chứ không phải kiểu ào lên mà xiên nhau. Đấy, một trận chiến của Marvelous 2 bây giờ nó sẽ khó nhận định hơn rất nhiều. Không phải cứ đông hơn là dễ đánh. Nếu cơ bọn nó tinh nhuệ hơn và tổ chức tốt hơn thì bọn nó sẽ vẫn có thể ăn được mình. Quay à.
We won! Không biết loot được đồ gì ngon lành không? Cái này cứ phải về thành chính mới biết được. Thêm 10 thằng cung để đấy. Nỏ. Mũ kìa. Nỏ này. Có mấy đồ xịn thay thế cho anh em mặc rồi. Đấy, mốt này chính là Restrict Better mốt này. Và bản mốt bắt buộc phải cài kèm bọn này mới chơi được. Rồi xem nào, cái mũ nó ngon không? Hay cho Chí Cường mũ này xịn hơn này. Trung Bùi tím à. Đây, nhìn cho nó mẹ dễ nhận dạng. Xanh tím, mũ sói, mũ sói công chúa, để mấy cái slot dư này để tuyển combination. Ôi quân địch anh ơi. Mày. Mày. Mà đứng đấy à, bắt lẻ luôn. Không mặc gì để nó xiên chết à? Mỗi lần xếp thì hơi lâu nhỉ, bản mới. Quân đoàn 8. Quân đoàn đánh thuê khét tiếng. Ủa, quân địch còn xa lắm.
tiên phong luôn. Mấy thằng lính nó có mũ màu để phân biệt đi đâu anh? Chẳng qua đánh nhau chưa nhiều nên nó chưa có mũ phân biệt thôi, chứ còn giờ sau thiếu gì. Chó này nó lên đồi thủ. Kỵ binh ở hai bên sườn. Khá đau đấy nha. Một đồ mà tôi toàn chơi map cũ. Cũng tùy, chơi map mới thì nó có cái hay của map mới. Map cũ thì bé hơn. Quân của mình thì trông thì thế thôi, nhưng mà để mà nói về xịn sò thì không mạnh bằng bọn nó. Hết đuổi rồi.
thu hoạch được khá khá đấy. Ôi, Trung Bùi được hỏi cưới. Được thôi. Em này sẽ tham ưu thay mày ngon mà. Một gia tộc bên gốc Pháp. Pháp hay là gốc Anh nhỉ? Rồi tốt. Thế là có cô em dâu Sibiling. Gọi đến đây. Mũ mặt trời à? Ông mặt trời à? À, Việt Thái ở nhà cho mặc váy. Cô thôn nữ. Đạc ở đây nó cũng tự kiếm à. Mình chưa cần đấy. Bán đi mà lấy tiền đấy. Không, không có tiền. Mà tiêu. Ngựa thì nhét vào đây thôi. Ngựa thì nhét vào trước được. $59,000 mà vẫn còn đồ. Đi theo quân đoàn. Bọn này kêu gọi một quân đoàn hơi ít nhỉ. Ồ, lương của mình đang tăng này. 320 đồng. Masila không cần sự hỗ trợ của chúng ta. Tiếp tục đi. 6 tướng, 644 lính. Hơi căng.
tới Massalia. Bọn này lưỡng lự, lưỡng lự. Tướng không cưới được vợ. Sau này ra cửa lên riêng thì cưới, chứ còn hiện tại thì không cưới được. Melissa bị mất rồi kìa. Ồ, gì đấy? Mất Melissa rồi. Massalia rồi. Hello cutie pie. Ở nhà A cho Echo mặc gì đi, A cho giản dị đam giang. Cái gì? Không mặc gì à? Thôi biến thái à? Mặc quần áo vào cho nó đứng đắn như vậy. Ê nghe, bắt 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 bắt. Mày chết con ơi, dám chiếm Massalia của tao này. Bắt được lẻ là 200 lính của nó ở đây, khá nhiều tướng đấy. Đây nhất phải tầm 7 tướng của nó, chắc vừa đánh xong cái thành đấy nên nó hết quân. Xếp lâu đấy. Sao rồi? Tụi em không hời bị đơ. Vẫn đang chạy. Nhưng mà loát saving bị đứng. Là sao ta? Thôi ta bảo lại. Không thể coi là crash được đúng không? Lỗi thì cũng không lỗi đâu, chính là chơi chưa nãy giờ không bị lỗi.
kiểu như là cái bản mốt này nó cũng nặng nên nhiều khi xếp loát nó hơi chậm. Lại xem nào. Chứ còn chơi thì tôi khá ổn định. Chưa bị phát nào gọi là lỗi kiểu như là lỗi nặng cả. Tụt FPS thế nhỉ?
Bọn này giống lính Catanian thế nhỉ? Chắc là lấy đồ của Catanian. Trăm linh tám item loot được. Một thằng làm tù binh. Thuê thì nó đó yêu cầu giả thì giả thôi. Lucas bao nhiêu quân đấy? Lucas 800 quân, nó định công thành kia. Chết mẹ, chết. Kìa, tao tự nhiên này. Halt there, right. So we can poly a bit. Oh, fucking shit. Mẹ có thẳng ở đấy. Dại quá. Mất một đống linh. Cứu cháu. Take command.
Mẹ. Quân của mình chủ yếu đang đẩy xe. Mình chỉ có 30 lính đi vào. Ui, này sắp. À không, chưa học được. Nó còn nhiều máu lắm. Bên mình vẫn chưa giết được nhiều. Việt Thái lên level. Ê à. Ôi trời. Bên này. Mười phần trăm lượng đồ.
xem đồ đạc nào nào. Giáp vậy. Có nhập vàng không? Có chứ em. Nhập mạnh luôn đi nhỉ. Cái này như là nó chỉ nhập đồ của Roman. Nó chỉ nhập đồ của Roman thôi. Không chơi đồ bọn khác. Cũng được.
À, cảm ơn Trung Bùi nha. Cảm ơn thằng em. Năm mới chúc thằng em sớm lấy vợ nha. Kiếm nhiều tiền và để donate cho anh. Hòm hòm rồi nhỉ. Mặc đôi hòm hòm rồi đấy. Một lần nữa cảm ơn Trung Bùi nhá. Xì xìa. Đấy. Còn lại thì bán đi nhỉ. Anh em ta insert job moment. Có mười mấy con ngựa chiến thì cũng vứt nốt vào đây đi. Không dùng. Lạc đà chiến này. Ngựa chiến này. Còn lại bán hết. Đồ đạc thế hòm hòm rồi. Thành này bán phát hết sạch tiền. Thế là chúng ta không nghèo nữa rồi. Có vợ là hết tiền đồ điên. Làm gì mức thế. Không có ông ném lao nhỉ? Có, team toàn ném lao mà. Team toàn ném lao luôn. Nhiều đồ quá. Đồ mình cứ nhặt thôi, chả cần phải mua. Cứ nhặt đồ. Tình hình là hết lương. Hết lương rồi. Có chỗ nào có lương ở đây không? Đây. Có cái thửa ruộng ở đây. Ổn định lại quân số đã. Trời, vừa rồi chết nhiều nhưng mà cũng lấy được khá khá đồ. Đây là cũng ok. Cũng vẫn là ok. Lấy vợ đã. 160k lấy được ai? Civili này. Ok, đến đây rồi đúng không? Ok. Civili này là vợ của Trung Bùi. Ôi, bọn này cũng bị đánh ở đây à? Lấy vợ ngon lành. À,
Kingdom Hero. Chung bù lấy được civilian này cũng ngon đấy. Lại mấy cái tên con thường thôi. Lock Lady, Not Mary, Alive, Meet Before. Không quen nhiều. Không quen ai nhiều. Ờ. Mới có người chết à? Mới đổi chủ đây. Đúng không? Bộ này bao nhiêu quân? 1.000 quân á. Úi trời. Rồi. Quân đoàn toán xin té. Nữ hoàng con gái nhưng mình chưa gặp. Nữ hoàng như có Ira. Nhưng mà sợ như nói với nữ hoàng thì như là sẽ cưới nữ hoàng thì đúng hơn. Mary Ira, công chúa của mẹ thành Rome. 86.000. Ok. Ira cũng là một nữ tướng mạnh. Rồi, môn đăng hộ đôi quá rồi chị nữa. Phun quân tiến về Malisa nào, đang đánh nhau to ở đấy đấy. Công chúa thành Rome. Mà sao nhiều đồ thế nhỉ? Bán mãi vẫn không hết tiền.
91, bọn này nhiều khả năng sẽ thua trước này. You got a problem. Under my orders. Bắn cung là CV đúng không? Attack! No quarter for the craven! We've been blessed! No quarter for the craven! Run! Victory is ours! We won! At last! Yeah! Look at them! Tám mươi lăm chín mươi mốt hai trăm chín mươi sáu chiếm được thành này là thắng. Ôi, bọn này võ sĩ giác đấu à? Chiếm được thành này là thắng bọn này. Chiếm được Tolosa là mình thắng. Rính đôm bọn mốt bọn này nó làm đẹp nhỉ. Cảm giác ngày xưa bọn đồ ngoại như là hơi cao. Bình thường tôi để nóc man mà sao phải tin. Ồ, để này hỏi sao. Tầm medium thôi, game này không cần thiết đồ ngoại phải cao quá. Cái này thì 1000. Sao lát.
Bình thường chơi mà không lít thì thoải mái. Nhưng mà lít thì để đồ họa 2 nó cứ hơi lắc lắc kiểu gì. Ngày xưa đế quốc Roma nó tổ chức một đội quân kiểu trang bị xịn sò thật. Bản Moro bây giờ nó hoàn thiện nhỉ, là đẹp thật, giáp đẹp. Kẹt trong hốc rồi. For glory.
Richie này không biết bị mất đồ không? Không thể Richie. Mình không phải là chủ thủ lĩnh quân đoàn. Trước thì không biết, bây giờ thì nó hoàn thiện lắm rồi. Gần đây đi ra sao một chút. Trời ơi, cho tao đi ra nào. Ủa quá, chui trong này. Má nhờ lắm. Đi ra nào. Lên đấy, mình đi gần đây. Richie thì Richie được, nhưng mà nó phải đứng xa thằng địch một tí cơ. Tôi lại bị đang bị đứng gần đi. Đã hai lát rồi. Nó đi ra được. Này nó cứ rục vào đây. Thôi tạm bài dừng đây đi. Rồi, buổi sau fix lại cái trận này. Anh em buổi sau. Đầu xuân năm mới cho anh em nhiều sức khỏe, nhiều tiền. Tiếp tục theo dõi ủng hộ tôi. Xin chào và gặp lại. Bye bye.